Xin chào các cô chú bác, anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các chị, các bạn cùng gia đình ngày cuối tuần vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Rất vui mừng gặp lại cô chú bác, các anh chị, các bạn. Hôm nay thì làm bánh bột lọc cho khách hàng của mình. Cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình thích ăn bánh bột lọc. Hãy cùng Thúy vào bếp để mình làm bánh bột lọc ngon cho gia đình của mình. Rất là đơn giản, dễ làm. Làm theo cách này, bánh của mình dẻo dai ngon, để lâu không bị cứng nè. Mình làm bự mình to ăn vẫn mịn vẫn ngon, làm mình ăn mình ghê. Mình có 400g bột năng kèm theo 5 muỗng canh dung bột năng để mình nhồi bột, 500ml nước mình nấu trừ hao còn 450 và 400g thịt ba rọi, một ít dầu, dầu thì hơi nhiều tí ha, và hành cỡ khoảng 100g hành. Cô bác mình ăn tôm nhiều thì cho 400g tôm, 5 muỗng canh nước mắm để mình làm nước mắm, 5 muỗng canh đường. Phần xào nhân mình lấy một muỗng cà phê màu điều, nửa muỗng cà phê đường, muỗng cà phê tiêu, một ít bột ngọt, rồi hành tỏi để mình xào thịt. Nước mắm thì mình làm không có làm hành tỏi, mình sẽ thắng nước mắm nha. Bây giờ cô bác của mình chuẩn bị mình đi xào thịt trước, xong rồi mình mới làm bột, rồi mình làm bánh bột lọc luôn nha. Hành này thì mình xào dầu hành cô bác. Mình đẩy thịt cho mình xào thôi. Thế sẽ lật nó lại như thế này, sẽ cắt như thế này. Cắt như thế này thì mình cắt nó lại như thế này. Vừa vừa thôi, bự quá cái làm cái bánh mình nó sẽ cộm nha các bác. Đó, mình cắt cỡ nhỏ nhỏ như thế này là được rồi. Vậy đó. Mình lấy cái chảo này mình lấy cái màu điều để mình trộn vô cái thịt của mình nha. Rồi bây giờ các mình thấy xào thịt nha. Chút nữa mình sẽ vào nhồi bột sau rồi mình sẽ làm bánh luôn. Thúy sẽ để dầu nhiều vô để Thúy chế vô trong cái tô hành của mình. Đó, mình chế nhiều nhiều như thế này. Bây giờ thấy cái hành tỏi của mình nó đã thơm rồi nè. Đó, mình để không có cho nước vô để khi cái thịt của mình nó sẽ mở lửa thật lớn lên ha. Cho thịt mình nó săn thơm ngon. Đừng mở lửa nhỏ nó sẽ ra nước. Săn thịt mình cho muỗng canh nước mắm và cùng gia vị của mình vô. Nước mình sôi rồi cô bác, bây giờ mình sẽ cắt bột nhanh lên mình bỏ vô nha. Mình sẽ dùng muỗng cứng, thịt cứng để mình trộn cái bột của mình nha. Rồi sôi rồi. Đầu tiên thì Thúy sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối rồi. Xong tiếp theo Thúy sẽ cho một tí xíu bột ngọt thôi. Thúy lấy cái này Thúy trộn nó lên. Trộn nó đều hết trong cái muối với bột ngọt của mình. Nước mình chế từ từ nha, đó, chế từ từ cho. Rồi chế nhiều đi, mình chờ từ rồi. Mình thấy bột khô chưa đủ nước thì mình mới chế nữa. Đó, mình chế nhiều thôi nha cậu bác. Nó đủ lượng nước với bột. Nó được rồi nè. Mình làm cho nó nguội bớt để mình nhồi. Mình phải để ra ngoài. Nó nóng lắm luôn cô bác ơi. Nước nóng quá. Lấy cái này mình nhồi đi. Cho nó nguội. Nó đang nóng quá nóng mà. Rồi bây giờ Thúy sẽ dùng một muỗng canh nha cô bác. Một muỗng canh dung. Bột năng để riêng đây nha. Để riêng đó để mình bóc vô mình nhồi bột nè. Mình phải có bột sống mình mới nhồi được. Bây giờ sẽ cho nhồi nó. Cái kia thì mình đánh bột. Còn cái này mình nhồi cũng vậy thôi. Đánh bột cũng mệt, nhồi cũng mệt. Đó, mình phải nhồi nó. Nhồi từ từ. Mình lấy bột khô vô từ từ mình nhồi. Để cho nó đừng có nóng. Nhồi từng nào mà cái cục bột mình nó mịn thôi. Đó, nó bị có cũng mình nhồi, mình để như thế này nó sẽ có ốc trâu đó. Mình để nguyên nước chín như thế này nó sẽ có ốc trâu, nhưng mà mình để nước chín thì bánh mình nó sẽ dai ngon.
Bây giờ mình sẽ nhồi, nhồi chừng nào nó mịn thôi nha. Mình giờ vô mà bột mình nó mịn hết là mới được. Rồi bây giờ thì mình không có để bột nhiều nữa mà mình để dầu. Để dầu để mình nhồi. Mình nắm tay bằng dầu mình nhồi nó. Mình để dầu xuống đây. Đó, mình dùng tay dầu vô mình nhồi cái bột của mình. Mình nhồi bằng cái này nó cung kinh nha các bạn. Cây nó nằm trên cái bàn luôn, nó cung kinh. Lặn, lặn nhồi chừng nào mà nó mịn thôi nha. Đó, mình nhồi mà mình vừa bóp như thế này. Có chỗ nào nó còn bột nó chưa đều đó, để cho nó đều. Đó, mình xé, mình bóp như thế này. Đó, mình lặn, lặn như thế này. Có chỗ nào nó còn bột. Bột của mình bị ốc trâu đó. Rồi mình sẽ nhồi lại cho nó đều lên. Có những cái bột khô của mình kéo nãy vô đó, nó chưa có đều. Mình phải dùng tay mình bóp cho nó đều. Mỗi lần mình lấy một muỗng canh dung như thế này, mình để đây. Khi mà nó dính quá là mình sẽ bỏ bột vô một ít. Đó. Tay mình thấm dầu nha cho bác. Không thấm dầu nó chưa chín. Thấm dầu mình để dưới là bột, ở trên là thấm dầu. Tay này mình bóp nè. Mình massage nó trước đi nha. Massage xong rồi mình sẽ để xuống bàn mình nhồi. Để nó ăn bột ít. Nó không hao bột khô của mình, là làm bánh mình nó không bị khô. Đó. Mỗi lần mình để cho một ít bột như vậy thôi. Rồi mình dùng tay mình bóp á. Bóp đều hết trơn mấy cái bột này nữa. Mình massage bóp hết trơn mấy cái bột của mình. Khô rồi mình sẽ thấm dầu. Cho nên lúc mình để bột mình không cần phải để dầu. Để dầu chút mình nhồi mình thấm bằng tay như thế này á. Nó sẽ hao dầu và nó làm mấy bánh mình béo. Nhiều dầu. Lặn như thế này, đè như thế này. Đấy, mình đè như thế này để cho cái bột mình nó mịn. Nó mịn nó không bị ốc trâu. Và mình kéo nó ra cái ốc trâu thì mình sẽ bóp nó hết nè. Nè. Có mấy ốc trâu khô khô. Mình bóp cho nó chín hết. Rồi bây giờ thấy sẽ để vô đây, thấy nhờ. Đó. Mình dùng bột sống mình nhồi nè, để mình biết nó còn mịn hay không nè. Mình nhồi từ từ. Mình nhồi dầu một hồi thì mình phải nhồi bột sống. Phải nhồi cục này nha, còn nhồi cho nó tan luôn hết bột của mình nha. Nè, bây giờ mình banh ra nè, mình còn có mấy cái cục này nữa nè. Đó. Banh ra mình thấy nó còn mấy cái cục đó là nó chưa có mềm, chưa có mịn hết. Nãy giờ mình lấy 2 muỗng canh rồi ha. Muỗng dung nữa là 3 muỗng canh. Không có bột trống là mình không có nhồi được nó. Nó sẽ dính. Bánh bột lọc nó ngon là mệt. Nhưng mà nó mệt. Nó mệt là mình cực, mình làm bột. Cho nó mịn, nó đều, nó dẻo, nó mới ngon được. Đó. Rồi, 4 muỗng canh luôn nha các bác. Đó, 4 muỗng canh luôn. Chứ để bột sống nhiều lắm luôn á mà nó... Chừa là bột chấm nhiều lắm luôn mà còn không đủ để nhồi thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi nó nữa thôi. Mình xé nãy giờ muốn hết cái bột rồi.
một canh này nữa thì mình không có trộn hết một lần, cũng để từ từ, mình lấy từ từ thôi. Các bác thấy không, mình xé ra nè, cái bột mình nó dính lắm, nó dẻo lắm luôn nè, đó, ở mình xé ra vậy đó, mình kéo nó ra, nó giống như kẹo kéo rồi đó. Rồi bây giờ chuẩn bị một muỗng canh để mình cắt bột nha, là 5 muỗng canh dung, 5 muỗng canh dung rồi mà nó lấy bột nữa là không đủ đâu em coi. Hết, không có bột nè. Bây giờ thấy sẽ dùng tay này thì cắt nó. Bây giờ mình không phải cho cái bột khô mình dính vô nữa nha, bột khô dính vô nữa là nó sẽ, mình sẽ bóp hết á, cái khô tay này nè mình sẽ bỏ hết đi. Rồi bây giờ cô bác nhớ như vậy rồi đây, mình cho cục bột xanh quanh nha để nó dính, mình lấy cái bọc mình chùm nó lại đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái bọc này mình chùm nó lại, mình sẽ lấy dao mình cắt nó nha, cắt một cái phần bột này thôi nè, phần này thôi nè, đặng mình dò dài ra mình cắt. Còn cái này mình sẽ chùm nó lại như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ dò cái cục này dây ra, cô bác có thể cán mỏng ra để mình cắt theo cái chung của mình. Rồi không cần cán mỏng thì mình cứ dào dài dài vậy nè, đổ bằng cái viên bánh bột lọc là mình sẽ cắt nó đó, vậy đó, tròn tròn như vậy nè là mình sẽ cắt đó, mình cắt tổng khoảng như vậy, nó là tròn tròn là mình cán đó. Rồi mình cắt hết rồi, bây giờ mình sẽ cán cái bánh ra, đồ bột ra như thế đó. Mình cán xong mình có thể dùng tay mình bóp cũng được đó. Bên trong này mình, bên này mình đừng có cho nó nằm mỏng quá, nó cỡ khoảng vậy thôi, không cần làm tròn lắm đâu nha các bác, vì cái bánh bột lọc mình nó làm dài đó. Thấy chưa, cho vô như thế này. Rồi bánh của mình xong. Tới cái tiếp theo nha. Cắt thôi, mình cắt có khoảng hơi dày dày bằng ngón chân cái của mấy ông đàn ông á. Mình cho cái bên miếng bột này nó hơi mỏng mỏng thôi, còn chính giữa nó không có mỏng lắm, mình đem lên thì mình cũng lặn nó lại. Rồi, dùng tay mình nắn nó lại. Cô bác thấy chỗ nào nó hơi dày bột mình cho nó nằm ra. Rồi xong, bây giờ mình sẽ gấp thịt tôm thêm nữa. Rồi miếng tôm thịt nằm vô đây. Mình nắm ngay chỗ cái con tôm này trước để nó bị màu, nó dính. Đó, mình đừng có cho nó lủng nha, mình đun nó vô, mình làm xong rồi mình đun nó vô cho nó đẹp đẹp à. Nó nằm vô, đừng cho nó lủng. Nghe cái tôm nó đuôi ra, nó đưa đuôi ra là nó sẽ lủng nè. Mình cho nó nằm dẹp vô để cái bánh mình nó sẽ bầu bầu, là nó dài dài, nó đẹp. Rồi xong, cho nó như cái này nằm trước nha. Đó, cái nằm đây nó trước nè, nằm chỗ này trước nè, đun cho nó nằm vô. Rồi cái thịt của mình từ từ, mình cho cái đuôi tôm nằm vô trước nè, nó dễ bị lòi ngay chỗ cái đuôi tôm này lắm. Vì con tôm ở đây nó cong vòng, nó chín là nó cong vòng,
Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ để vô đây mình luộc thôi. Nó được nhiều rồi cô bác, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm thôi. Trong hai cái phần bánh bột lọc của mình à, đó. Ừ, mình để lên đây nó nằm cong vòng luôn nha cô bác. Mình có thể để ra ngoài chỗ khác ha, để nhiều quá là nó sẽ bị cong và nó dính nữa nha. Cái này coi chừng nó dính nè, mình có thể để ra ngoài. Bây giờ thấy sẽ đổ khoảng 2 muỗng canh dầu vô đây nha, để mình lột bánh của mình, đổ nhiều nhiều vô, 3 muỗng canh đi. Rồi nước sôi rồi cô bác, bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ nhỏ lại để mình đẩy bánh vô nha, đừng mở lửa lớn nó sẽ bị xì. Mình nó sôi, miễn sao nó sôi mạnh là mình hạ lửa nhỏ lại để mình đẩy bánh vô hết thì mình mới mở lửa lớn lên. Đó. Mình mở lửa đang lửa sôi lớn mà mình không có mở lửa nhỏ lại là mình bỏ bánh vô nó sẽ xì á. Nó bọc ra, nó bọc cái bột của mình ra. Rồi một lần mình luộc bao nhiêu thôi. Bánh mình nó bự quá đó, nó không có nằm xuống đâu. Mình phải tự lật nó xuống thôi. Đó, mình tự lật nó xuống cho nó chín. Chưa chết đây nha. Nhấc mấy cái này ra trước nè. À, đó. Mở lửa lớn lên để mình vớt ra. Ở bây giờ thì mở lửa lớn lên rồi đó. Rồi sôi hết rồi, bây giờ vớt ra nha. Vớt cái này ra nè. À, nó chín rồi nè. Bánh mình nó trong là nó sẽ chín. Nó sôi lâu là nó sẽ bị xì. Rồi bây giờ thấy cho vớt ra hết luôn. Đó, bây giờ thấy sẽ quét cái dầu hành. Dầu mà mình phi hành đó. Mình phi hành mình làm mình ướt đó. Mình sẽ quét nó vô trên cái bánh ha. Rồi chút nữa mình vớt mình sẽ bỏ nó vô dầu hành vô nữa là nó được. Nếu mình không quét là chút nữa nó thì khô cái mặt bánh của mình nha. Và cái bánh mình nó sẽ không đẹp. Và nó phải dính nữa. Mình phải quét, không quét thì nó sẽ dính bánh rồi nữa. Rồi, để đó. Đó, mình quét xong rồi đó. Nên mình làm dầu hành nhiều lắm. À, đổ luôn đây, từ cái cho nó đừng có dính qua nó ngon. Và nó đẹp luôn nha. Mình đi làm nước mắm để mình ăn bánh bột lọc. Phần nước mắm mình nấu 5 muỗng canh nước mắm, 5 muỗng canh đường, 5 muỗng canh giấm, 30 muỗng canh nước. Rồi mình không vừa thì mình cho nước, cho nó giấm, cho đường tùy theo mình nha. Nhưng mà nó phải hơi mặn mặn thôi và ngọt ngọt, chua chua, chứ nó không có mặn chát và nó không có giống như nước mắm hay bánh xèo nha. Mình chậm cho nó sôi, cho nó sắc khoảng 5-6 phút thì mình sẽ tắt bếp nha. Nó ngọt ngọt, hơi mặn mặn một chút. Rồi này nó sôi ra nè. Mình nếm lại một lần nữa, nó sôi là nó sẽ chắc một tí, cho nên mình phải nếm lại. Nếm lại cho nó vừa ăn và nó ngon hay không. Rồi ngon rồi cô bác ơi, chua chua ngọt ngọt hơi mặn mặn đó. Rồi đó nó sôi lên rồi đó, mình sẽ tắt nó. Giờ mình ăn cùng cô bác nha. Nè. Rất là dẻo dai ngon luôn, cô bác thấy không, có đưa qua đưa lại bự nhưng mà nó dẻo dẻo lắm, dai lắm, nó mịn lắm luôn. Ăn cùng cô bác mình cái này nha. Ha, thì nó cùng cô bác của mình làm bánh bột lọc ngon cho gia đình mình xong rồi. Thế xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Thế cảm ơn cô bác rất là nhiều thời gian qua ủng hộ kênh cô Thúy. Thế cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bình dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thế xin tạm biệt cô bác ở video này. Hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Cô bác anh chị nào mà xem video cho Thúy chưa đăng ký kênh nhấn chuông, hãy đăng ký kênh nhấn chuông hộ Thúy với nha.